này nè, cùng anh không? Mình cùng nhau hạnh phúc với những đứa con của mình. Em có yêu anh không? Có muốn về nhà với anh không? Hello anh em nha. Thì theo ý chiều theo ý anh em thì hôm nay mình sẽ làm cái vlog đi đón TNE về máy ấm của FPTC. Thì mình cũng đã cái dọn cái phòng cho TNE rồi đó. Bây giờ mình sẽ ốp chim sớm chào mấy anh em kinh doanh nha. Đây Lê tranh thủ ly đi để không hề lại trễ chuyến đò nữa. Điện thoại sao tới đây mất lại ta. Má lũng thật. Thôi tắt ở đây nha, lát nữa lên tới nơi quay tiếp cho anh em xem. Chào anh em nha. Anh em sao anh em nè, mày gửi những lời yêu thương tới cho tôi được không anh em? Lấy cái ly ra. Cái ly mất thẩm mỹ quá. Baby, khen cái được không? Khen cái nữa được không? Khen cái nữa được không? Rồi bây giờ chúc tụi tôi hạnh phúc cái nữa được không? Đi kiếm em cho Trúc Trang. Tầm này là tôi đi kiếm em cho Trúc Trang. Tôi chào anh em nha. Bye bye. Xinh chút mặt chút mập đầu đình, Manda xinh quá, đứng một mình cũng xinh. Trời ơi, ở đây có mình Manda à. Nó về chứ. Manda. Đẹp thiệt à. Chúc mừng sinh nhật em đây nha. Cái ba này hả? Chào bác. Xin chào cô. Ở đâu? Đó mẹ ba đó anh em. Chắc ở nhà đó. Bác nhà đó. Bò Duyên ơi. Bò Duyên à. Nè mấy nhét chưa? Thôi mang kính ra nhìn bảnh như ta. À, chú Liên cũng có kính nè. Mấy anh bắn sao? Bắn. Spiderman. Bắn sao? Chu chu. Con về quê có cô nào đẹp không? Mấy cô dưới quê có đẹp không? Không có cô nào đẹp quá hả? Dạ đó lắm. Mai mốt về quê có cô nào đẹp giới thiệu cho chú Liên nha. Chú Liên thích làm rễ miền Tây lắm á. A few moments later. Rồi giờ anh cho em xin phép em quay một đoạn ngắn nha. Đi đi với lại Mina cho anh xin phép nha. Cho anh xin phép Mina xin quá. Nhìn qua lồn kiếp thì lại chán mãi lồn kìa. Nhìn phép đẹp trai quá em chịu không nổi. Mẹ đâu anh em nhìn quen không? Đó. Mình đang để thằng này núp quay lén một cuộc phỏng vấn không. Vô do anh cũng đang hình Ben Lắc. Gà ăn ké miếng nha anh em. Còn thay vì chơi như vậy thì thôi mình cứ bỏ tiền như mình đổ nét cho anh ba đi mà nó cũng có cái lòng đúng không? Cũng má sao anh không vậy? Ừ. Sao anh không có kiểu là anh kêu fan hâm mộ đổ nét cho anh mà anh đổ nét cho anh ba? Bây giờ anh không có cần, chủ yếu là cái kênh của anh là để anh em vô cách tầm vui thôi. À. Không có cần những cái đó mọi người là một người em. Tao lồn nha mọi người. Em biết không, kênh của anh Thịnh Độ tạo ra để rồi cuối tầm để mời gái là chủ yếu thôi. Đó mọi người, bắt bòi đó nha mọi người. Kênh của anh rất là nhiều gái hiểu không? Bắt bòi đó, còn Lia là good boy nè. Lia là quen một mối tình. Đúng rồi, quen một mối tình nhưng mà hàng đêm đi thuê gái. Quen một mối tình nhưng mà hàng đêm đi thuê gái. Dí quá, thôi ta anh em mày dí quá. Là không, chưa biết. Mình không nhưng mà có tên mình không?
mình tin fan tại vì thực chị Bảy, chị tin em đi. Chứ vậy em nhìn người không sai đâu, người tốt em nói tốt, chị Bảy à. Có kia rồi, chúng tôi tin nhé. Sắp tới mua nhà, cứ vợ là chị Bảy cứ yên tâm, Lê lo hết. Bây giờ ví dụ mình mua nhà thiếu tiền, có tài trợ cho mình không? Thì cái mình nghĩ là với tình anh em của chúng ta thì thậm chí là chỉ cầm nguyên cái sổ đỏ của nhà mình cũng cầm luôn cho mẹ. Có sổ đỏ để cầm luôn à? Ủa, đất em nhà em 1000 m² ở trên Đà Lạt. Anh biết cái đất Đà Lạt cái đất cỡ nào không? Cái đất Đà Lạt nhà mình 1000 m² mọi người. Tao lại cứ tưởng mày đi cầm cái nhà trọ của mày thôi chứ mẹ. Đất tôi 1000 m² ông này ông đâm sườn bể quá ta. Khoảng mấy chục tỷ, bây giờ tặng lại mấy chục tỷ đắp vô cho ông bạn có mượn 1 tỷ không được. Tao mình mua căn nhà tầm khoảng 200-300 triệu có chỗ ngủ thôi mày ơi. Có chỗ ngủ hả? À, anh em thấy không? Điện thoại bể tiền, không có điện thoại để mà đổi luôn. Trời ơi, điện thoại bể nè. Đó anh em thấy không? Đó bên qua do nè. Anh cameraman riêng, máy quay là xịn sò Sony, mà lét như Sony luôn. Người ta nói giờ chi 1 tháng 4 triệu rưỡi, 5 triệu á, không ai tin. Đúng anh? Chắc vậy, anh cũng không biết nữa. Đó anh nè. Tại vì anh chưa có lãnh ra được, lãnh ra anh mất gửi gì cho bà già. Này, em mặc quần rách nè, Thấy chưa? Tiền không có đồ mà ăn, giờ bây giờ vô ăn ké nè, thôi giờ vô ăn ké nè. Ok, vô anh em ơi. Kết thúc chương trình đây nha. Bà Duyên, nhảy xuống đi, nhảy xuống cho chú Ly coi bà Duyên. Rồi, quay đi ra. Nhảy xuống hồ chứ. Không, nhảy xuống hồ mới đúng rồi Duyên. Anh tăng động thiệt chứ. Nào tôi mới có đứa vậy ta. Mà không biết cái bé nào nữa mới chết chứ. Bà Duyên ơi, con bắn tơ sao? Bắn tơ sao cho chú Ly coi bà Duyên. Người nhảy bắn sao? Ê! Má mà ngại quá anh em ơi. Tàn tiền rồi mới dám quay đó chứ. Ờ đây. Quay giờ đó. Ờ kia hả? Ủa đang quay hả? Đang quay kia. Ờ dạ. Kia. Quay giờ. Đang quay vlog tặng anh em kia ơi. À. Lên đây nha. Chào kia nha. Kia đứng vậy cho mình giả bộ mình quay fan mà mình lấy cái khung của TNI với lại Mina nữa. Giả bộ mình quay fan như mà lấy cái khung bên kia được. Tính ra anh Tú có hai mặt nữ bén quá chứ ta, xinh phết nha. Bây giờ mình sẽ review món ăn cho anh em xem nha. Thì như anh em thấy đó, trên bàn không còn gì để mà review nữa nên thôi mình tắt cái vlog tại đây cho anh em. Chào anh em nha. Đùa với anh em chứ bây giờ chắc cũng tụi mình lên món cuối, ăn xong món lẩu này chắc cũng phải về nghỉ ngơi để tối đó bắn cái giải Valorant nữa. Để tặng cho bà Duyên con người vợ. Bà Duyên ngủ sớm nha. Để ba với mẹ con còn kiếm em cho con nữa. Cảm ơn chú cô có chưa? Cảm ơn chưa? Cảm ơn chú cô có chưa? Ờ, giờ đúng không? Ai cắt cho con cái đầu con đừng cất vậy? Sao xấu vậy? Nhiều đầu kiếm bạn nhắm chú đi. Nhiều bạn nhắm chú đi. Nãy giờ thấy đầu chú không? Nhiều không? Cái đầu chú quá chú nhầm già. Giống như mấy bà già. Ê vô, tụi mình cũng ăn xong rồi nay ngồi nghỉ ngơi ngắm gái xíu anh em ơi. Xong rồi tranh thủ nghỉ ngơi bớt nồi về bắn giải Valorant là vừa. Thì như hứa với anh em đó, tặng cho anh em cái vlog đón tia đi cùng với Mina về ngôi nhà mới. Này đó, đón Mina cùng với TN về ngôi nhà mới. Mình có dọn phòng cho cả Mina luôn mà. Không biết Mina có chịu về không thôi. Đây. Đây. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình thời gian qua nha. Mong là anh em sẽ đón những cái vlog này. Và nhớ like và subscribe cho cái kênh YouTube của mình với. Bye bye anh em nha.